Tin đồn Granit Xhaka ra đi là vô căn cứ. Trong bối cảnh Arsenal đang tăng tốc trong việc mang về một tiền vệ trung tâm vào mùa hè, Granit Xhaka bỗng dưng lại dính vào những tin đồn rời đi bởi báo chí tại Anh. Cái tên được nhắc tới là Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, theo nhà báo Fabrizio Romano, câu lạc bộ nước Đức hiện tại vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào với lãnh đạo Arsenal về trường hợp của Granit Xhaka. Theo đó, việc tiền vệ người Thụy Sĩ có tiếp tục gắn bó với pháo thủ hay không hoàn toàn không liên quan đến những mục tiêu chuyển nhượng mà đội bóng đã đề ra. Arsenal bắt đầu tiếp cận Marco Asensio. Theo tờ Daily Mail, Arsenal bắt đầu mở ra một cuộc đàm phán với người đại diện của Marco Asensio về một thương vụ tiềm năng. Cụ thể, việc chỉ còn thời gian 1 năm trong hợp đồng với Real Madrid, cộng với việc huấn luyện viên Carlo Ancelotti không mấy mặn mà với cầu thủ người Tây Ban Nha, nhiều khả năng Asensio sẽ ra đi ngay mùa hè này vì cơ bản Real Madrid không muốn mất trắng Anh vào hè năm sau. Ưu tiên của Asensio là được thi đấu thường xuyên ở mùa giải tới, vì vậy ra đi đang là phương án khả dĩ nhất cho anh. Tuy vậy, việc đánh mất suất tham dự Champions League cũng sẽ là rào cản của Arsenal trong thương vụ này, khi mà cũng không ít ông lớn tại châu Âu cũng đang muốn săn đón ngôi sao xứ đấu vào top. Nuno Tavares cân nhắc ở lại Arsenal. Theo nguồn tin từ Daily Mirror vào tuần trước, Arsenal đã xem xét khả năng cho mượn Nuno Tavares tại mùa giải tới sau những màn trình diễn kém thuyết phục mùa vừa qua của tân binh mùa hè. Theo Gazzetta dello Sport, Atalanta đang bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ người Bồ Đào Nha, dù chưa biết rõ là họ muốn mua đứt hay chỉ hỏi mượn. Mặc dù vậy, vị trí của Atalanta vào mùa hè vừa rồi khiến Tavares lưỡng lự trong việc chuyển đến. Cụ thể, vị trí thứ 8 của đội bóng nước Ý sẽ khiến Tavares không thể tham dự đấu trường châu Âu và anh đang cân nhắc việc ở lại Arsenal để có cơ hội đá Europa League. Arsenal gặp khó trong việc chiêu mộ Zinchenko. Theo tờ Mundo Deportivo, Barcelona đang lên kế hoạch hỏi mua Oleksandr Zinchenko trong trường hợp họ thất bại ở thương vụ Marco Alonso. Đó sẽ là một bất lợi dành cho Arsenal khi mà huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đang muốn mang về cầu thủ người Ukraine. Bởi về xét về góc độ hấp dẫn, Barcelona rõ ràng chiếm lợi thế hơn Arsenal nếu để lựa chọn. Barca được đá Champions League, trong khi pháo thủ chỉ có một tấm vé tham dự Europa League. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIES định giá, Zinchenko có trị giá khoảng 26 triệu bảng. Tuy nhiên, Man City đang muốn thu về 40 đến 50 triệu bảng từ cầu thủ người Ukraine. Từ Daily Mail nhận định, Mikel Arteta đang có kế hoạch sử dụng ngôi sao 25 tuổi ở vai trò tiền vệ trung tâm, thi đấu bên cạnh bộ đôi Granit Xhaka và Thomas Partey. Chia sẻ về vai trò của Zinchenko hồi mới về Man City, Pep Guardiola cho biết: "Tiền vệ tấn công là vị trí của Zinchenko. Đó chắc chắn là vai trò của cậu ấy. Khi chúng tôi muốn mua cậu ấy với giá 2 triệu bảng từ Ukraine, Zinchenko thi đấu ở vai trò số 10, vị trí hiện tại của Phil Foden. Trong khi đó, Man City không hề có một hậu vệ trái chất lượng, vì vậy cậu ấy mới phải chám vào vị trí đó." Tóm lại, kế hoạch chiêu mộ Zinchenko của Arsenal sẽ phụ thuộc lớn vào Chelsea và Thomas Tuchel. Nếu Alonso cập bến Barcelona suôn sẻ, pháo thủ sẽ thuận lợi với việc đàm phán Man City. Còn không, mọi tính toán của Arsenal có thể gặp trục trặc vì phải cạnh tranh với Barcelona. Matteo Guendouzi tin rằng Saliba ở lại Marseille. Trao đổi với truyền thông vào vài tháng trước, Mikel Arteta khẳng định William Saliba có nằm trong kế hoạch của ông tại mùa giải tới, cùng với Gabriel và Ben White ở trung tâm hàng phòng ngự. Arteta còn hứa hẹn tuyển thủ người Pháp sẽ có cơ hội thi đấu thường xuyên như những gì anh có tại Marseille. Tuy nhiên, theo Matteo Guendouzi, Saliba vẫn sẽ gắn bó với Marseille ở mùa giải tới. William Saliba giờ đã có Marseille trong trái tim anh ấy. Tôi tin chắc chắn rằng Saliba sẽ trở lại Marseille vào mùa giải tới. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy anh ấy ở lại đây với chúng tôi. Matteo Guendouzi cũng gia nhập Marseille theo dạng cho mượn và chuẩn bị được đội bóng nước Pháp kích hoạt điều khoản mua đứt. Chia sẻ về điều này, tiền vệ 23 tuổi cho biết: "Tôi không thể hy vọng vào một mùa giải tốt hơn mùa giải này mà tôi trải qua với Marseille. Với đội tuyển quốc gia Pháp cũng như vậy, đó đơn giản là mùa giải tốt nhất của tôi với tư cách là một cầu thủ." Arsenal vẫn đang theo dõi Rafinha. Theo tờ Telegraph, Arsenal vẫn đang giữ mối quan hệ chặt chẽ với trường hợp của Rafinha, cầu thủ đang thuộc biên chế của Leeds United. Được biết, cầu thủ 25 tuổi đang được cả Barca và Liverpool săn đón ở phiên chợ hè năm nay. Anh đã ghi được 11 bàn thắng trong 30 lần dần ra sân mùa giải trước, góp phần không nhỏ giúp Leeds trụ hạng thành công. Giám đốc kỹ thuật Edu và Mikel Arteta đều đánh giá cao khả năng của Rafinha và Arsenal được cho là chuẩn bị gửi lời đề nghị đầu tiên. Họ dự định sẽ chi khoảng 35 triệu bảng, nhưng phía Leeds United muốn ít nhất 45 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Các báo cáo cho biết, Edu cũng có rất nhiều mối quan hệ làm ăn tại Brazil và ông đủ khả năng để thuyết phục Rafinha đến London chơi bóng. Arsenal vẫn đang đón đầu Yuri Tielemans. Theo tờ The Athletic, Arsenal vẫn đang coi Yuri Tielemans là mục tiêu số 1 cần theo đuổi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Được biết, mong muốn của cầu thủ người Bỉ là được chuyển tới một nơi được đá Champions League. Cho tới hiện tại, ưu tiên của Tielemans không còn là như vậy. Theo Fabrizio Romano, Arsenal vẫn là người dẫn đầu thương vụ này.
Vấn đề hiện tại chỉ là mức giá mà Leicester yêu cầu là bao nhiêu. Bên cạnh đó, thương vụ Serge Gnabry trở về Emirates cũng đang được đánh giá là không tiềm năng, nhất là trong bối cảnh pháo thủ chỉ được tham dự Europa League. Hơn nữa, Arsenal cũng khó lòng đáp ứng được mức lương mong muốn của cầu thủ người Đức, con số dự kiến lên tới khoảng 200.000 bảng một tuần. Arsenal quan tâm đến bộ đôi Brighton. Arsenal cũng đang quan tâm đến một cầu thủ khác của bầy chim Hải Âu, đó là tiền đạo Leandro Trossard. Sau 104 trận thi đấu, Trossard đã sở hữu 18 bàn thắng và 11 đường kiến tạo cho đội chủ sân Amex. Hợp đồng hiện tại giữa cầu thủ người Bỉ và Brighton chỉ còn thời hạn 12 tháng. Điều đó đồng nghĩa rằng Brighton sẵn sàng bán Trossard đi ngay mùa hè này nhằm tránh cảnh anh mất trắng vào mùa hè năm sau. Theo Transfer Market, ngôi sao sinh năm 94 được định giá vào khoảng 15,3 triệu bảng. Fiorentina không muốn nâng giá mua Lucas Torreira. Theo tiết lộ của nhà báo Gianluca Di Marzio, Fiorentina vẫn đang nỗ lực trong việc chiêu mộ Lucas Torreira và sẽ cố gắng nối lại đàm phán với Arsenal trong mùa giải tới. Được biết, con số mong muốn của đội bóng nước Ý vào khoảng 6 triệu bảng và họ sẽ không trả thêm bất kỳ đồng nào. Về phía Arsenal, họ hiểu rằng đây không phải mức giá có thể hài lòng vì điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ người Uruguay là vào khoảng 13 triệu bảng, cao hơn rất nhiều so với con số Fiorentina đưa ra. Ngoài ra, Lucas Torreira cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Lazio và Valencia. Arsenal phải cạnh tranh thương vụ Aaron Hickey. Theo nguồn tin từ Daily Mail, Brentford đang cạnh tranh với Arsenal trong thương vụ Aaron Hickey, người đang thuộc biên chế Bologna. Các báo cáo cho biết, bầy ong sẽ chi duyệt khoảng 18 triệu bảng Anh nhằm sở hữu cầu thủ người Scotland. Bên cạnh Brentford, Napoli cũng dành sự quan tâm sát sao đến tài năng trẻ 20 tuổi. Newcastle United và Aston Villa là những đối thủ tiếp theo của Arsenal trong thương vụ Aaron Hickey. Sam Mai sinh năm 2002 được bầu chọn là tài năng trẻ xuất sắc nhất ở Bologna mùa giải đầu tiên. Một năm sau đó, anh cho thấy sự phát triển vượt bậc với 5 bàn thắng sau 34 trận đấu mùa giải 2021-2022. Arsenal chuẩn bị thanh lý hai cái tên. Thủ thành Ben Leno đã thường xuyên phải ngồi dự bị mùa giải vừa qua khi Aaron Ramsdale cập bến Emirates. Theo số liệu thống kê, Leno chỉ có vỏn vẹn 8 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa giải vừa qua. Theo tờ The Athletic, Fulham mong muốn ký hợp đồng với tuyển thủ người Đức trong bối cảnh họ cần bổ sung nhân sự cho lần thăng hạng mùa tới. Theo đó, Arsenal định giá Leno vào khoảng 8,5 triệu bảng và con số đó hoàn toàn phù hợp với tình hình tài chính của Fulham. Nếu đẩy đi thành công thủ thành người Đức, Arsenal sẽ tiến đến việc thanh lý cái tên thứ hai, đó là Mathieu Guendouzi. Cụ thể, tiền vệ người Pháp sẽ nhập Marseille kèm theo bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng. Như vậy, Arsenal sẽ thu về tổng cộng 18,5 triệu bảng từ việc bán đi Leno và Guendouzi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hàng ngày của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và năng lượng. Đừng quên để lại một like, ấn đăng ký kênh nếu như bạn chưa làm điều đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.